Hai, xin chào mọi người. Trưa nay thì mình tiếp tục trên tay một món đồ chơi đến từ thương hiệu La La La. Và cái này thì dành cho các bé từ 2 tuổi trở lên. Đó, ngoài học, bắt đầu học những cái chữ cái đơn giản thì bé có thể nhận dạng về màu sắc, hình ảnh những con thú, đó, học về những cái con thú. Và ở đây thì cái món đồ chơi này nó xếp chồng, tức là nó từng cái ô từ lớn tới nhỏ. Và mọi người thấy thì ở đây đó, nó có ghi khá là đầy đủ. Và cuối cùng thì chúng ta tập luôn cho bé cái tính gọn gàng, tự sắp xếp đồ chơi của mình sau khi chơi xong. Và bây giờ mình sẽ cho mọi người xem cái chất liệu của cái món đồ chơi này. Đây, nó có rất là nhiều ô như thế này. Và đây thì ở cái trò chơi nó có rất nhiều cái ô vuông như thế này, kích thước từ lớn tới nhỏ. Số 1 nè, số 2, nó cứ nhỏ nhỏ dần như vậy. Và cả chất liệu của nó là bằng giấy dày. Mình có ngửi thử thì nó không mùi. Nó chỉ có cái mùi sơn nhẹ nhẹ thôi chứ không có nồng nặc lắm. Đây, nó in khá là đẹp, mọi người thấy. Số 1, chữ A, B, chữ C. Tương tự với mỗi chữ cái là một cái màu sắc. Đó, màu sắc hoàn toàn khác nhau. Và hình một con vật. Đó, con ong nè, con mèo, để cho bé học nhận biết. Đó. Số 3, khá là dày nha. Các bạn có thể đố bé đó, dạy và đố để cho bé trả lời. Đấy, đẹp. Số 6, càng ngày nó càng nhỏ dần đó, và bé tự lấy ra chơi như vậy thì bé sẽ rất là thích. Đó, và với những cái hình ảnh khá là đẹp như thế này, và tập cho bé tự xếp chồng các ô lên nhau thì bé sẽ rất là thích. Đó. Và bốn mặt đều là chữ để dạy cho bé. Đấy, khi xếp lên thì mọi người thấy nó khá là cao. Đó. Đây, ô số 10 nằm tuốt trên cao. Tóm lại, cá nhân mình thấy đây là một món đồ chơi rất đáng mua ở độ tuổi từ 2 cho tới 5 tuổi. Bố mẹ hãy cố gắng chịu khó nghĩ ra vài cách chơi hấp dẫn để cho thu hút bé. Chúng ta nên động viên con mỗi khi mà trả lời đúng. Đó, như vậy sẽ làm bé thích thú hơn. Rồi, cuối cùng thì mình sẽ tập cho bé cái tính gọn gàng, đó, tự sắp xếp những cái món đồ chơi của mình sau khi chơi xong. Đó, mọi người thấy rất là dễ. Đấy, như thế này. Và nếu mà còn hộp thì sẽ để vào hộp. Đó. Rồi, link của sản phẩm thì mình sẽ để trong phần mô tả. Bây giờ xin dừng video tại đây. Cảm ơn và hẹn gặp lại ở sản phẩm tiếp theo. Bye bye.